Anh Khoa xin chào tất cả quý vị đang đến với chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Mỗi tuần một nhân vật và anh Khoa nghĩ rằng đây là một cuộc trò chuyện hết sức thú vị, vì chính bản thân anh Khoa cũng đang chờ đợi để được lắng nghe những câu chuyện thật là vui từ hậu trường của bộ phim đang được các khán giả quan tâm, Scandal phần 2 với tên gọi Hào Quang Trở Lại. Và chúng ta cùng gặp Bella của Hào Quang Trở Lại. Xin chào Trang Dung. Chào anh Khoa. Trang Dung xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Chúng ta chia sẻ một tí về những cái kỷ niệm vui khi mà trong quá trình em thực hiện cái vai diễn á, các khán giả có bị lộn giữa cái tên Trang Nhung với lại Bella hay là Linh Đoàn không? Thật ra thì sau bộ phim em được khán giả rất là ưu ái gọi là gọi tên Bella nhiều hơn ạ. Thế thì cái duyên cớ nào để mà đạo diễn và nhân vật tìm đến nhau? Thật ra để được chọn trong bộ phim Hào Quang Trở Lại lần này, em thấy có một cái cơ duyên rất là lớn để mà mình có được cái vai diễn này. Thứ nhất, với anh Victor Vũ thì đây là lần đầu tiên em làm việc cùng, nhưng mà cũng không phải là lần đầu tiên em biết nhau, bởi vì trước đây em cũng đã bỏ lỡ một dự án với anh Victor Vũ. Còn vai diễn lần này thì giống như là một cái cơ duyên đến với em, mọi thứ đều như giống như là sắp đặt sẵn cho mình. Và đến khi em được đọc cái đề cương kịch bản, lúc đấy là chỉ là mời em lên thử vai rồi đấy, chứ chưa có một cái nhã ý giống như là mời Trang Dung đóng vào vai này luôn. Nhưng mà khi mới đọc đề cương kịch bản thôi thì lúc đấy em đã có một cái cảm giác, một cái linh cảm, để khi mình đọc mình thích quá ấy, linh cảm là vai diễn này phải là của mình. Mọi người vẫn có một cái suy nghĩ là người đẹp hoặc là chân dài thì tay ngang đóng phim sẽ khó thuyết phục. Bây giờ hầu như là người ta chỉ chọn bởi vì là nhan sắc thôi. Thế thì cái điều mà Trang Dung đã khẳng định và đã vượt qua những cái thử thách của bản thân để mà chính bạn phải chứng minh được với các đạo diễn của các bộ phim truyền hình bạn đã từng cộng tác bằng cách nào? Để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, đối với em là con đường đi của em rất là nhiều khó khăn và gian nan, cũng giống như là em bị rất nhiều áp lực, và áp lực lớn nhất có thể nói là từ phía khán giả, bởi vì em biết rằng dư luận vẫn còn rất khắt khe với người mẫu. Bởi vì rõ ràng thôi, cái điều đấy điều tất nhiên, bởi vì bao nhiêu anh chị gạo cội mấy chục năm trong nghề với một tấm bằng ở trường điện ảnh sân khấu các thứ, với mấy chục bộ phim trong tay, cả trăm bộ phim mà họ mới được chứng nhận thành một nghệ sĩ đích thực, mà mình đây thì mới, nói chung là thật sự em thấy con đường của em cũng khá là may mắn. Thì từ người mẫu em chuyển sang thì cũng giống như là cơ duyên thôi. Em được các đạo diễn biết đến rồi mời em trong cái bộ phim đầu tiên là bộ phim Ký Túc Xá. Thật sự ra thì trong cái bộ phim đấy em thủ vai chính mà chính phản diện. Lúc đầu em đóng thì cũng được chỉ dẫn cái thứ thôi, thì mình đóng mình cũng còn vẫn còn ngại ấy, anh vẫn còn ngại lắm chứ không được tự nhiên như bây giờ. Mà từ từ thì giống như là em bắt đầu thích bắt đầu được đóng phim, xong rồi từ em cũng học hỏi. Nói chung là trong mỗi bộ phim thì em đều được đóng chung với các anh chị gạo cội ấy, xong em lại học hỏi mỗi người một ít. Xong từ từ em nghiên cứu qua các bộ phim Hàn Quốc, cộng thêm vào cái sự em cố gắng, em nỗ lực, với cả em rất khách quan khi nhìn nhận mình trên màn ảnh như thế nào, chứ không phải lúc nào cho mình là đẹp hay diễn tốt. Và nói đến bộ phim Hào Quang Trở Lại, cũng với tư cách là một người làm nghề và cả tư cách là một khán giả nữa, anh thích cả hai vai của Trang Nhung. Bạn nhập vai khá tốt, bởi vì đó là bộ phim cũng nói về cái nghề và chính những điều bạn trải qua. Một người mẫu đã từng là vedette của sàn diễn thời trang trong suốt gần 10 năm qua. Thế thì cái cảm giác của một người nghệ sĩ khi mình đã đi qua những cái đỉnh cao của Hào Quang và bây giờ cũng cho là trở lại đi, bởi vì bạn đang được khán giả yêu mến với vai trò là một diễn viên. Đối với một người nghệ sĩ và nhất là đối với người phụ nữ nữa, khi làm trong nghệ thuật thì thật ra ánh hào quang nó cũng chỉ có thời thôi. Cái tuổi trẻ nó cũng thế, không mình không thể nào mà mình ngăn cản được thời gian cả, đó là điều mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng phải chấp nhận. Nhưng mà em muốn rằng tuổi trẻ mình có những đam mê, mình làm được những đam mê đấy, mình thực hiện được nó, thì khi mà mình có tuổi rồi, về sau ấy, mình nhìn lại những điều đó nó như là một kỷ niệm đẹp, những ký ức đẹp, và giống như là một cái gì đó mình cảm thấy rất là tự hào. Còn em sẽ không níu kéo cái ánh hào quang như là Bella, bởi vì cái cách lựa chọn của Bella cũng là em nghĩ rằng cũng đó có một cái lý do để đưa đến câu chuyện Hào Quang Trở Lại. Nói đến cảnh nằm ở trong phòng mổ, cảnh làm đẹp thẩm mỹ, bạn có thể chia sẻ lúc đó có nghĩa là có cascader hay là phải có lắp ghép một cái kỹ xảo gì không ? Lúc mà em đi xem phim ở rạp ấy, lúc mà cảnh mà lật cái mũi lên ấy, khán giả dưới ôi dồi ôi, bắt đầu khán giả bắt đầu co rúm lại, bắt đầu sợ. Thì thật ra cái mũi đấy là mũi giả thôi, là silicone nhưng rất mỏng, thì gắn lên mũi em để mà lật lên được. Dạ, nhưng mà nó mỏng lắm anh. Mà lúc chị Thân Thúy Hà với cả anh Chi Bảo bắt đầu sửa mũi cho em ấy, chị Thân Thúy Hà cầm cái dụng cụ nó nhỏ mà nó nhọn để mà lật cái mũi lên. Nhưng mà anh tưởng tượng vì cái mũi nó quá mỏng mà cái dụng cụ kia nó cũng lại nhỏ mà nó nhọn, em lúc đấy em có cảm giác như là chị sẽ móc lên cái mũi thật của em luôn ấy. Em cứ chị ơi,
chị em sợ lắm, mà em lại rất sợ những cái dụng cụ như vậy. Mà chị Hà chị sợ thật luôn anh, tại vì lúc đấy có máu mà và có vẽ gân ở trong nữa, nên thành ra chị bảo là em biết không, lúc mà em nói chị ơi chị là lúc đấy chị run lắm luôn. Và chính vì nhờ em sợ như vậy nên chị Hà diễn cảnh đấy cũng rất là hay, bởi vì chị bị sợ thật mà chị bảo là tay chị run luôn ấy. Chị móc lên chị nhìn máu ở trong mà chị cảm giác như là thật ấy, bởi vì diễn viên nhìn thấy còn quá thật, thì huống chi trên màn hình thêm hiệu ứng các thứ vào thì rõ ràng khán giả sẽ rất là sợ. Nhưng mà lúc mà quay thì không sợ anh ạ. Rồi cái cảnh mà dãy đành đạch đạch mà té xuống từ bàn mổ té xuống đất thì thế nào? À, cái cảnh đấy thì anh nhìn ở trên phim ấy thì anh cứ nghĩ rằng cái bàn mổ với cả sàn cái mặt đất ấy nó gần, nhưng mà thật ra cái bàn mổ cao lắm. Và lúc đấy thì anh Victor cũng rất là sợ, lúc mà em ngã xuống thì nó cao quá thì nó nguy hiểm. Nhưng mà em nghĩ trong đầu thôi kệ anh Victor, anh nói nguy hiểm anh bảo em nương nương thôi, hoặc là em diễn bằng kỹ xảo để ngã thôi. Nhưng mà em nghĩ trong đầu rằng không, lần này em sẽ ngã một cái bạch một cái xuống thật luôn để diễn một lần. Và em quyết tâm anh biết không. Mà nhưng mà thật ra lúc đấy em nghĩ như vậy, nhưng mà đến khi mà em thực hiện ấy thì em công nhận là em kéo anh Chi Bảo và em ngã xuống rất thật, nhưng mà em không nghĩ rằng cái độ cao nó lại cao như vậy. Và em đau, anh biết vừa ngã xuống em đau mà em đau, em diễn luôn, em diễn là đau là cảm xúc thật luôn. Mà đến là kết quả là về nhà mà bên đùi em bị bầm tím luôn. Cảm ơn vì sự có mặt của bạn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Em cũng cảm ơn anh Khoa giống như là cầu nối để giúp em có thể chia sẻ với khán giả của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Và em rất mong là anh Khoa cũng giống như khán giả sẽ ủng hộ cho phim điện ảnh Việt Nam. Và về bản thân Trang Nhung rất mong luôn luôn được khán giả ủng hộ qua những dự án tiếp theo. Phải nói là đã rất lâu rồi thì anh Khoa mới có dịp đối thoại cùng với Trang Nhung. Và lần này thì cô đã chia sẻ cho một vai trò hoàn toàn khác khi được khán giả yêu mến trong bộ phim điện ảnh đầu tay của cô, với hai vai diễn cho bộ phim Scandal, Hào Quang Trở Lại, đó chính là Linh Đoàn và Bella. Và những chia sẻ của diễn viên Trang Nhung cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của tuần này. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo, Lăng Kính Văn Hóa với những thông tin nổi bật. Tĩnh lặng và yên bình với triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Giáo dục qua trang sách, không nhất thiết chỉ là những lời giáo huấn.